Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo à? Tôi từng này tuổi rồi còn đi lừa một con chó. Đó có lẽ là hai câu nói đau lòng nhất của Lão Hạc, một nhân vật đại diện cho nỗi thống khổ của người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Nhưng Lão Hạc cũng chỉ là một số phận bên cạnh rất nhiều số phận cơ cực nơi làng Vũ Đại ấy. Đó chính là lý do hôm nay chúng ta có recap sàm Làng Vũ Đại ngày ấy. Bộ phim Làng Vũ Đại ngày ấy lấy lời dẫn của ông Giáo, một nhà văn, nhà báo của làng. Ông Giáo hồi đi học văn vẻ lai láng, thế nên là ông kể về làng mình cũng là tiện đường kiếm kế sinh nhai. Ông kể về anh Chí, full name là Chí Phèo, mà cái làng này chắc mỗi ông Giáo gọi Chí Phèo là anh. Vì anh Chí rượu chè bê tha, sống vạ vật nay đây mai đó, còn thỉnh thoảng đốt quán người ta cho vui. Thật ra thì cũng không vui lắm nếu biết xuất thân của anh Chí. Anh được sinh ra ở một cái lò gạch, không, nói thế không đúng lắm. Anh được tìm thấy ở một cái lò gạch trần trụi và xám ngắt, rồi được nuôi dưỡng bởi một người đàn bà quá mù, chắc là Mai Siêu Phong. Chí Phèo lớn lên trở thành một nông dân như bao nông dân. Nhưng tại sao hắn sống tiêu cực vậy, mặt còn vài vết sẹo nữa chứ? Vì hồi trẻ, Chí làm thuê cho nhà bá Kiến, aka lý trưởng của cái làng này. Mà nhà bá Kiến thì to đẹp, còn lấy nhiều vợ thế này, chắc phải làm không ít việc thất đức. Vì làm lý trưởng đâu có được hưởng bổng lộc của triều đình, thế thì hưởng phúc của dân vậy. Quay lại với cái thằng hề Chí Phèo, làm chó săn cho bá Kiến thì làm gì có tương lai. Lúc vui vẻ chả sao, chứ có biến thì làm tốt thí chịu trận. Mụ vợ ba của bá Kiến hoang dâm hại thận, dù Chí Phèo làm trò đôi bại, bá Kiến bắt quả tang, cậy quyền cậy chức. Và thế là anh Chí đi tù. Anh núi đi tù về như nào thì anh Chí cũng vậy, làm lưu manh vì đời buồn, lương thiện mãi không sêu ở. Miêu tả công việc hàng ngày của anh Chí như sau: ban ngày hơi say thì Chí ra đường chửi cha chửi cháu, mẹ cha con dại, chửi đời chửi người, nhưng mà cả làng kiểu not me someone else. Thế là anh Chí cứ hài độc thoại cả ngày, chó cũng không thèm giao tiếp với anh. Nói vậy chứ thật ra cả cái làng này đều biết anh chửi ai. Vì đẩy anh xuống cuộc sống này chỉ có một người. Vậy người tri thức như ông Giáo liệu có cuộc sống tốt hơn không? Nhà ông có hai đứa con mà cũng nheo nhóc. Bữa cơm gia đình tuyệt nhiên không có dấu vết của động vật, mà đấy là ông còn được ăn cơm. Còn ông còn phải ăn cháo cám, cháu nó mè nheo đáo để. Ông Giáo thở dài, những con người ở nơi đây thật sự đang chết dần, chết mòn. Trừ gia đình nhà bá Kiến. Và thế là ông Giáo bỏ xứ lên Hà Nội trên chuyến xe tàu lửa Cát Linh Hà Đông. Ông chứng kiến nhiều tù binh trên tàu, một trong số đó là anh Nấm, hay còn gọi là Dốc Cơ. Hà Nội đẹp quá, muôn màu đen trắng. Ông Giáo lên tòa soạn báo Gió Mới, người ta chê báo của ông viết thế ai thèm đọc. Thế là ông Giáo sang nhà xuất bản Đông Hùng, gặp một ông lão người Tàu nói tiếng Việt, có lẽ là chủ tòa soạn. Ông khen ông Giáo dữ lắm, bảo báo mà ông viết chắc chắn bán cho trẻ con gấp phao, chứ để kinh doanh thì hóm, rất hóm rồi. Ông Giáo mặt đăm chiêu, chắc ông nghĩ người đời sao lại thờ ơ về nỗi đau của người khác như vậy. Đâu đó tại viện tâm thần Arkham City aka Phủ Doãn, anh Nấm trốn được đi tìm ông Giáo, kể cho ông nghe về lý do anh điên, động cơ anh điên. Tất cả là vì bọn giặc Tây. Anh Nấm mượn bộ quần áo, ông Giáo sờ lên người anh Nấm, xót xa cho những vết sẹo, đau đớn cho cuộc sống bi đát này. Ông Giáo có một bằng hữu, cũng không hẳn là bằng hữu, mà ổng hay kể với ông Giáo nhiều chuyện, đó là Lão Hạc. Lão già rồi, nhưng ru rú một mình với con chó, vì con trai lão đi đồn điền cao su để tạo ra ba. Chắc vậy. Có điều cậu Vàng mang dạ dày của bò tót. À, quên giới thiệu, cậu Vàng là tên của con chó. Cậu ăn nhiều đáo để. Lão Hạc không có lương hưu, làm sao mà nuôi được cậu đây? Có khi phải bán cậu cho quán thịt lợn Âu, cũng là hóa kiếp cho cậu. Mong kiếp sau cậu làm người, rồi lại làm người của làng Vũ Đại thì...
tạm bỏ qua vấn đề chú chó. Bố con nhà bá Kiến đang dòm ngó khu vườn của lão Hạc để xây tuyến đường sắt Cát Linh. Nhưng đó là ở vũ trụ song song. Chứ ở vũ trụ này thì là âm mưu xây biệt phủ. Có lẽ ông Lý Trường tính tình rộng lượng nên cũng muốn sửa sang nhà cửa cho rộng rãi. Ông Lý Trường thương người, cho thằng Hợi sang giao tin rằng con lão Hạc đi đồn điền cao su, không lo làm cao su mà lại đi theo cộng sản, dọa quan Tây sắp cho lão Hạc ra bã. Không quên nói thêm rằng lòng dạ Lý Trường Bồ Tát, nếu đã Hạc dâng mảnh vườn cho ổng, biết đâu ổng lại che chở cho. Cái làng này nghĩ cũng lạ, người thì nhà cửa không có, con chó cũng không nuôi nổi, kẻ thì ăn mặc lụa là, đánh tổ tôm cả ngày, lại thêm tiết mục văn nghệ văn gừng. Tiện nhắc chuyện con chó, lão Hạc đành phải bán cậu vàng thôi. Cái ngày chúng nó đến bắt cậu, nước mắt của lão chạy theo dòng nếp nhăn rơi rơi. Lão thương cậu vàng như con chó, à không, như con đẻ, vậy mà lão lại lừa nó. Cậu vàng ăn bữa cuối cùng với pate và một ít hạt mắc ca trước khi bị bắt đi trong đau đớn. Lão Hạc càng thêm cô đơn, lão tìm ông giáo. Lão mong ông như con mong mẹ đi chợ về. Người ta đến bắt, mắt nó cứ dương lên nhìn tôi. Tôi lấy bát cơm cho nó ăn, dỗ dành nó. Ông không bán cậu vàng đâu, ông để ông nuôi. Nó tưởng thật cúi xuống ăn, nào ngờ tôi chồng cổ, mấy đứa nó lôi tuột đi. Thế ra, tôi từng này tuổi lại đi lừa một con chó. Và lão Hạc cũng chẳng đợi được cái ngày mà con lão về. Lão giao mảnh vườn và tiền bán cậu vàng cho ông giáo. Họa may, nếu con lão có trở về thì còn có cái để sinh nhai. Và rồi, lão Hạc kết thúc cuộc đời mình bằng một liều bả chó mua của anh Chí không sale. Hôm lão chết, lão cứ đau đớn vật lên vật xuống mãi. Lại nói chuyện anh Chí trong một đêm say, anh thấy chị Nở ngủ bờ ngủ bụi, thế là anh lao vào ngủ ké. Sau hôm đó, chị Nở cúc cho anh một bát cháo hành hoa. Bát cháo thì đất ngon mấy, nhưng quan trọng là lần đầu tiên trong cuộc đời anh Chí cảm nhận được tình yêu thương. Sau khi chứng kiến lão Hạc chết, anh Chí cũng nghe thấy tiếng bốn anh da đen khiêng hòm gần mình lắm rồi. Anh uống thật say, tìm đến nhà lão bá Kiến, kết liễu cuộc đời kẻ ác bá, rồi cũng kết liễu cuộc đời mình. Cuối cùng anh Chí cũng mua được lương thiện, dù nó hơi đắt. Nếu không làm gì để thay đổi, thì rồi một ngày cũng sẽ đến lượt ông giáo. Nằm vất vưởng ở một xó xỉnh nào đó, nơi làng Vũ Đại nghèo đói này. Biết điều đó rõ hơn ai hết, ông giáo quyết tâm bỏ xứ lên Hà Nội và làm một chiếc áo trùm cuối. Tôi là Châu Huệ Linh, còn bây giờ thì xí nha. Yeah.